Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một thí nghiệm, đó là sẽ chạy Camtasia 8 và Camtasia 9 cùng một lúc để hai phần mềm này có thể so kè với nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ bật Camtasia 8 lên. Và hôm nay mình sẽ trả lời cho các bạn một câu hỏi, đó là trong khi dùng Camtasia 9 thì có thể dùng cả Camtasia 8 được hay không? Và câu trả lời đó là được. Như các bạn thấy, hai phần mềm đã cùng khởi động và giao diện làm việc đã hiện lên. Hôm nay thì sẵn tiện mình chia sẻ cho các bạn cái cách để làm một cái chữ chạy. Thì có nhiều bạn hỏi về vấn đề này thì hôm nay mình làm rõ vấn đề này luôn. Rồi, bây giờ thì cả hai chương trình đã import video vào. Để làm một cái chữ chạy, thông thường thì sẽ chạy cái chữ từ bên trái sang bên phải á. Thì chúng ta trong Camtasia 8.6 thì các bạn chọn cái phần đó là test. Thì đầu tiên chúng ta phải có chữ đã. Chữ này thì các bạn có thể gõ cái gì cũng được. Rồi, đại loại như vậy đi. Thì chúng ta có một cái đoạn test như thế này. Thì vấn đề là làm thế nào để nó chạy từ bên trái, từ bên phải sang bên trái, thì giống như các bạn đang xem thời sự. Thì làm thế nào? Để mình chọn cái test bên Camtasia 9 nữa. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ trở về Camtasia 8.6 và làm một cái hiệu ứng chữ chạy. Để làm một cái hiệu ứng chữ chạy thì các bạn phải để cho nó khuất khỏi cái khung review. Và sau đó chúng ta chọn cái hiệu ứng trong cái phần đó là Visual Property. Trong Camtasia 8.6 thì nó là Visual Property. Thì lúc này các bạn bấm vào cái nút đó là Add Animation. Thì chúng ta có một cái mũi tên như thế này. Thì lúc này chúng ta kéo chữ, các bạn thấy trên khung position đã bắt đầu, trục x đã bắt đầu di chuyển. Thì các bạn kéo cho nó qua khỏi cái đường, cái khung review bên tay trái luôn. Thì lúc này chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái mũi tên trên timeline. Đây là cái mũi tên animation, nó sẽ giúp cho cái chữ của bạn chuyển động và chuyển động trong cái phạm vi mũi tên thôi. Bạn có thể kéo dài hay ngắn để chuyển động nhanh hoặc là chuyển động chậm sẽ do cái mũi tên này nó quyết định. Bây giờ chúng ta xem review. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới quanh ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến với thành phố Đà Lạt, thành phố miền Tây. Có vẻ như là chúng ta có một sự nhầm lẫn, mình muốn từ bên phải chạy sang bên trái thì tuy nhiên nó đang từ bên trái là nó chuyển sang bên phải, như vậy là sai rồi. Bây giờ chúng ta bỏ cái animation này đi. Để bỏ cái thanh animation này thì các bạn chọn nó, bấm delete. Giờ chúng ta sẽ làm lại. Ở vị trí này chúng ta bắt đầu thêm animation và kéo.
cho nó qua khỏi khung review, và nhưng mà chúng ta điều chỉnh lại cái thanh amino acid này và xem review. Thế giới bên ta ngày hôm nay bạn sẽ đưa các bạn đến với thành phố Đà Lạt, thành phố hoa thay. Như các bạn đã biết thì Đà Lạt có rất nhiều là hoa cảnh đẹp như là vườn hoa thành phố, cũng lượng tin. Rồi, nó chỉ có vậy thôi. Các bạn có thể thêm chữ dài hoặc là chữ ngắn. Ở đây mình lấy một cái đoạn mẫu để mình thị phạm thôi. Để làm chữ chạy trong Camtasia 8 thì các bạn cần những yếu tố sau đây. Thứ nhất là các bạn tạo ra một cái đoạn chữ, sau đó vào cái phần đó là Visual Property. Nếu mà bạn không thấy cái tính năng Visual Property này thì các bạn xỏ cái phần đó là Spore ra thì các bạn sẽ thấy cái tính năng này. Sau khi vào được tính năng Visual Property rồi thì các bạn bấm vào Add Amino Acid để tạo chuyển động về chữ, và sau đó đặt chữ bên cái tay phải và từ từ kéo sang tay trái thì nó sẽ ghi nhận cái hiệu ứng chuyển động đó. Thì lúc này bạn kéo cái mũi tên Amino Acid dài hay là ngắn thì trên cái chữ chạy nó sẽ nhanh hay là chậm, nó sẽ phụ thuộc vào cái mũi tên này. Thì các bạn xem review, nếu các bạn thấy được rồi thì các bạn chấp nhận thì ok. Hôm nay bạn sẽ đưa các bạn đó là hiệu ứng chữ chạy bên Camtasia 8.6. Rồi sang Camtasia Studio 9.0 á, thì để làm một cái chữ chạy từ bên phải sang bên trái thì chúng ta vào cái phần đó là Amino Acid. Trong cái phần Amino Acid này nó sẽ có hai phần, đó là Zoom Pan và Amino Acid, thì các bạn vào cái mục đó là Amino Acid. Lúc này thì các bạn chọn cái phần đó là Full Opacity. Các bạn chờ một chút nha. Các bạn vào cái phần đó là Full Opacity và kéo xuống thì chúng ta được một cái mũi tên như thế này. Sau đó thì các bạn để chữ nó từ cái bên phải để nó chạy sang bên trái, các bạn kéo qua thì lúc này hiệu ứng Amino Acid được ghi nhận vào cái mũi tên. Các bạn kéo sao cho nó qua luôn, thì lúc này các bạn kéo cái mũi tên ra thì khi xem review nó sẽ tiến hành nó chạy. Như các bạn đã biết thì Đà Lạt có rất nhiều là hoa cảnh đẹp như là vườn hoa thành phố, cung đường tình yêu. Đặc biệt nơi đây vừa nổi lên một địa điểm du lịch mới, đó là làng Cù Lần. Thôi, nó chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Cái chữ chạy này chúng ta dùng trong những trường hợp nào? Thứ nhất là có thể kêu gọi hành động nè. Đang xem video giữa chừng thì cái chữ chạy nó chạy qua, nó kêu các bạn vui lòng subscribe hoặc là bấm nút đăng ký. Hoặc là cái chữ chạy này có thể dùng để làm cái lower third trong trường hợp các bạn muốn chú thích cho cái địa danh hay là cái nhân vật video. Một vấn đề nữa là chúng ta có thể sử dụng cái chữ chạy này để làm cái tiêu đề, cái title, làm cái tiêu đề là cái tựa video các bạn. Thì chữ chạy có thể chạy qua để cho biết rằng là cái video này đang nói về cái vấn đề gì. Tùy theo mục đích của bạn thôi, bạn có những mục đích khác nhau thì tùy mục đích mà bạn có thể sử dụng cái hiệu ứng này. Đà Lạt có rất nhiều là hoa cảnh đẹp như là vườn hoa thành phố, cung đường tình yêu. Đặc biệt nơi đây vừa nổi lên. Để làm chữ chạy Camtasia Studio 9 thì các bạn có những bước sau đây. Các bạn tạo ra một cái đoạn test bằng cách bấm vào đó Annotation và kéo xuống đánh chữ. Thứ hai là các bạn vào cái mục đó là Amino Acid, chọn cái phần Amino Acid này và cái phần đó là Full Opacity. Các bạn kéo xuống, sau đó thì các bạn kéo cái để cái chữ bên phải, sau đó các bạn kéo sang bên trái cho nó biến mất luôn, thì như vậy cái chữ nó sẽ tự động và hiệu ứng Amino Acid nó sẽ ghi nhận cái hành động chuyển của bạn. Thì lúc này cái chữ nó sẽ tự động nó chạy từ bên tay phải sang bên tay trái và biến mất. Thì như vậy là hiệu ứng chữ chạy nó chỉ có vậy thôi. Bạn có thể chạy lên, chạy xuống, chạy trái, chạy phải gì đó thì các bạn cứ làm và hành động của bạn nó sẽ được ghi nhận vào cái mũi tên Amino Acid này. Và cái thời gian chữ chạy nó nhanh hay chậm là phụ thuộc vào cái mũi tên của bạn thì nó dài hay là nó ngắn thôi. Nếu bạn để nó ngắn thì chữ chạy nó rất là nhanh. Đà Lạt có rất nhiều là hoa cảnh đẹp như là. Và nếu bạn để chữ dài á thì mũi tên nó chạy từ từ. Đà Lạt có rất nhiều là hoa cảnh đẹp như là vườn hoa thành phố, cung đường tình yêu. Đặc biệt. Rồi, đó là vấn đề chữ chạy. Nhiều bạn hỏi thì mình đã giải quyết cho các bạn một vấn đề. Tóm lại video này mình giải quyết cho các bạn hai câu hỏi. Thứ nhất đó là nếu đang dùng Camtasia 9 và có thể dùng được cả Camtasia 8 cùng một lúc cùng biên tập video có được hay không, thì câu trả lời đây các bạn đã quá rõ rồi. Câu trả lời thứ hai đó là làm thế nào để tạo ra cái hiệu ứng chữ chạy cho video, mình cũng đã giải quyết xong.
Và hôm nay chúng ta sẽ có một buổi so kè về render, để xem hai phần mềm này phần mềm nào render nhanh hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thiết lập một số thông số, đó là 720. Sẽ bấm Next. Bây giờ các bạn để là cam 8 đi, rồi cam 8.6 cho nó cụ thể. Rồi các bạn đợi một chút để mình thiết lập bên thông số bên Camtasia 9. Rồi ok. Cả hai phần mềm đang nhận cái thông số, đó là cái video độ phân giải là 720. Bên đây chúng ta sẽ để là cam 9. Bây giờ thì cam 8 sẽ trước nha. Rồi nhanh lên nào. Thì lúc này cả hai phần mềm đang render, và mình nhận thấy rằng là cam 9 đang vượt trội lên, mặc dù là render sau, nhưng mà cam 9 đã bắt đầu tăng cái hiệu suất render của mình lên với những cái tối ưu mà hãng Tizmix ưu đãi dành cho Camtasia 9. Tuy nhiên Camtasia 8 đang rất là lẹt đẹt theo sau. Và như vậy thì chúng ta thấy hiệu suất render của Camtasia 9 rất là mạnh, mạnh hơn rất là nhiều so với cái phần mềm Camtasia 8. Và Camtasia 9 đã render xong, trong khi Camtasia 8 vẫn đang còn trong quá trình render, thì các bạn thấy sức mạnh của Camtasia 9 như thế nào rồi, với khả năng tối ưu phần cứng cũng như là hoạt động trên hệ điều hành 64 bit. Rõ ràng Camtasia 9 là một lựa chọn rất là hay và vượt trội hẳn, hơn hẳn so với Camtasia 8 cả về mặt giao diện, tính năng cũng như là tối ưu hóa trong quá trình biên tập. Và cụ thể là chúng ta có thể render nhanh hơn. Thì sau video này thì các bạn biết là các bạn nên dùng Camtasia 8 hay Camtasia 9 rồi đấy. Một điều nữa, nếu những ai xài hệ điều hành 32 bit thì các bạn có thể sử dụng Camtasia 8, còn những ai sử dụng hệ điều hành 64 bit mà vẫn đang xài Camtasia 8 là một cái thiệt thòi. Mình nói thật, đó là cái thiệt thòi. Các bạn nên lên Camtasia 9 và dùng đi, để kịp với cái sự tiến bộ của công nghệ. Rồi thôi, hôm nay thì các bạn thích cái phần mềm nào thì các bạn dùng. Mình cũng không có khuyến cáo về vấn đề này, tại vì nó liên quan đến sở thích. Rồi, hôm nay chúng ta trả lời 3 câu hỏi. Thứ nhất, đó là sử dụng song song Camtasia 8 và Camtasia 9 cùng một lúc được hay không. Thứ hai, đó là làm thế nào tạo ra một cái hiệu ứng chữ chạy cho video. Và cuối cùng, đó là sự so kè của Camtasia 8 và Camtasia 9 trong quá trình render. Thì các bạn đã được tận mắt chứng kiến, và chúng ta kết thúc video này ở đây luôn. Rồi thôi, xin chào và hẹn lại các bạn ở video sau. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký nếu mà các bạn chưa đăng ký, và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.